hai bạn đứng. Thưa các bạn trẻ, thánh lễ chiều thứ bảy dành cho các bạn trẻ, cho nên là rất là mong muốn các bạn cứ mạnh dạn tiến lên để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót bạn, cho mọi người biết bạn tên gì. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Kim Như Thảo, giáo phận Sóng Chiếu ạ. Thì cách đây hơn 3 tháng thì con có đến. Con tên gì? Dạ con là Phạm Duy Phương, Giuse Phạm Duy Phương, con cũng ở giáo xứ Sóng Chiếu. Hai bạn là giáo xứ Sóng Chiếu, là trong hạt Sóng Chiếu của chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa vì đã gửi những người bạn trẻ đến với giáo xứ Sóng Chiếu, mà chúng ta biết là cho hạt trưởng Sóng Chiếu, chúng ta vẫn gọi là ông ngoại, mình vẫn là quan tâm đến giáo điểm tin mừng của chúng ta. Và hôm nay có hai bạn ở giáo xứ Sóng Chiếu đến, bạn cho mọi người biết là bạn được ơn gì của Chúa. Cách đây hơn 3 tháng thì con cùng với gia đình có tới giáo điểm, thì con có nguyện xin là Chúa ban cho chúng con có một đứa con. Thì hiện tại thì con cũng có em bé được gần 3 tháng ạ. Vâng, bạn hiếm muộn, vậy là hai người lấy nhau bao nhiêu năm? Vâng, hơn một năm nay hai người bạn này khao khát mong ước có được đứa bé. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ con 32. Dạ con 27 ạ. Vâng, đây là một gia đình 32, 27 tuổi, giáo xứ Sóng Chiếu. Hai bạn ấy cưới nhau hơn một năm, mong ước có được đứa con. Và bây giờ sau khi đến đây cầu nguyện thì đứa bé đang hình thành trong bụng người mẹ được 3 tháng tuổi. Bạn cho mọi người biết là sao bạn biết được ở đây mà bạn sẽ đến đây để cầu nguyện xin ơn để khỏi bị hiếm muộn. Dạ thật ra là do mẹ của con. Mẹ của con thì cách đây 3 tháng thì cũng có được bác sĩ phát hiện là bị ung thư. Và nên tôi đứng đây các bạn cầu quá. Rồi. Dạ thì con và vợ con cùng đi đến mẹ để một là cầu nguyện cho mẹ con được khỏi bệnh, và cũng là cầu nguyện cho bà, cho vợ con sớm có tin vui. Thì vừa rồi thì mẹ con cũng vừa phẫu thuật xong và cũng có đi tiếp tục đến cha để tiếp tục cầu nguyện để xin được lành bệnh hoàn toàn. Dạ con vợ con thì cũng đến để tạ ơn Chúa và tiếp tục xin ơn để cho được mẹ tròn con vuông. Hallelujah. Rồi, tôi gửi tặng cho hai bạn cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và gửi tặng cho bạn cái quạt giáo điểm tin mừng. Và đây là chàng chuỗi. Mỗi bạn một cái chàng chuỗi. Rồi, bạn đeo vào cho vợ mình. Rồi, bạn đeo vào cho chồng mình. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai bạn. Hallelujah! Thưa anh chị em, đây là một trong những người mà cầu khấn có con mà họ dám mạnh dạn lên làm chứng. Có rất nhiều người đến đây cầu nguyện và đã mang thai, đã có con, nhưng mà họ ngại, nhất là những người mà đang mang thai, họ nói bụng còn to quá, còn ngại lên. Và bây giờ thì chúng ta xin mời bạn kế tiếp.